Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đã quay lại kênh của em Thúy, kênh Nhà Đất VT77. Hiện tại là em Thúy đang đứng ở một nơi khá là thú vị. Nếu mà quý cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của em Thúy thì sẽ biết cái vị trí này ở đâu. Vị trí em Thúy đang đứng ở dưới cái cầu vượt nút giao thông Ngọc Hội nha quý cô chú anh chị. Đây là cái phía dưới chân cầu. Khúc này chính xác gọi là khu xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, khu tái định cư Hà Quang 2 nha quý cô chú anh chị. Phía xa đằng xa xa kia là các anh công nhân đang thi công cái con đường, cái khúc chỗ đường ray xe lửa. Thì chắc quý cô chú anh chị mà ở dân ở Nha Trang á, thì chắc cũng biết là cái con đường nút giao thông Ngọc Hội rồi nè, để cho thông một cái phía làn xe đi từ phía đường 23 tháng 10 đi qua. Còn đang là đội công nhân đang gấp rút thi công để hoàn thiện các nút còn lại. Phía này là đi vô cái con đường Võ Văn Kiệt nhân quý cô chú anh chị. Võ Văn Kiệt đi vô với đó một tí xíu là tới đường Tố Hữu. Đường Tố Hữu. Dạ vâng, hôm nay thì em thấy tiếp tục đi review. Hôm nay là em sẽ đi review cái tổng quan gần đây để cho quý cô chú anh chị cùng xem cái khu vực mà gần tái định cư Hà Quang 2 thì nó có những cái tiềm năng gì về bất động sản. Phía đằng xa xa thì kia đó, xe đi từ phía bên 23 tháng 10 đi qua. Đây phía bên này là cái con sông Quán Trường nha quý cô chú anh chị. Phía đối diện bên kia là khu đô thị Mỹ Gia. Khu đô thị Mỹ Gia phía bên này thì gói 5 6 7 8 nha quý cô chú anh chị. Thì gần phía bên này thì có gói 6 là Mojadiso, khu đô thị nghỉ dưỡng đa chức năng, thì cũng đã rao bán cái hôm đợt tháng 8 năm 2022 rồi. Đang gấp rút thi công để hoàn thiện dự án. Dạ vâng, bây giờ là em thấy sẽ quay camera sau, quay cho tổng thể cái khu vực này cho quý cô chú anh chị cùng xem. Cái lượng xe từ phía bên 23 tháng 10 đi qua này quý cô chú anh chị. 23 tháng 10 đi qua. Bây giờ là em thấy sẽ đi vòng qua đây cho quý cô chú anh chị cùng xem. Chỉ thông một làn xe bên này thôi nha quý cô chú anh chị. Nhà thầu đang gấp rút thi công để sẽ cho thông làn xe bên kia. Bên kia cũng đang làm. Phía bên này là sông Quán Trường nha quý cô chú anh chị. Sông Quán Trường. Khí hậu rất là mát. Hôm nay là tuy là trời rất là nắng nhưng mà gần sông nên là khí hậu quá tuyệt vời. Quý cô chú anh chị mà ở Nha Trang thì cũng biết rồi, thành phố Nha Trang là một cái thành phố đáng sống. Hiện tại cũng có rất nhiều quý cô chú anh chị các tỉnh thành khác hoặc là ở bên Việt Kiều ở bên nước ngoài thì cũng đang muốn về định cư ở tại Nha Trang. Ở phía bên kia là tổng thể cái khu Mỹ Gia nha quý cô chú anh chị. Dạ vâng, khối lượng xe chạy nhiều nên là nó hơi ồn vì em chưa có gắn mic để lọc nên là nó hơi ồn, không có nghe rõ nên là quý cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Đây, đây đi thẳng vô kia là đi tới đường Tố Hữu, đi qua cầu Quán Trường là đi đi lên đại lộ Võ Nguyên Giáp nha quý cô chú anh chị. Mai mốt là em sẽ review cái đoạn đó cho quý cô chú anh chị cùng xem. Phía bên kia là khu Mỹ Gia đó quý cô chú anh chị. Bây giờ là em rẽ vô cái khu đô thị Hà Quang cho quý cô chú anh chị cùng xem. Bây giờ em sẽ rẽ qua cái con đường số 2 cho quý cô chú anh chị xem.
sơ bộ, em sẽ review sơ bộ cái khu vực này cho quý cô chú chị cùng xem ạ. Đây là cái công viên. Xung quanh đây phía bên kia là tòa Center 3 nha quý vị, cái Center 3, Center 2, Center 1 ở bên xe Phước Hải. Đây thì dân tàu họ xây dựng rất là nhiều ở xung quanh đây. Đây là đường số 8 nha quý vị, số 8 đây. Phía trước mặt em là cái con đường huyết mạch này quý chú chị, con đường huyết mạch của khu này này là con đường Thích Quảng Đức. Thích Quảng Đức đi rẽ qua đây thì đi ra con đường Tố Hữu này, đây là con đường Tố Hữu. Bây giờ em sẽ đi rẽ vô đây cho quý chú chị xem. Rất là nhiều công ty ăn hàng, rất là nhiều nhà quý chú chị. Kia cho quý cô chú chị cũng xem. Xây sắp xong nha quý cô chú anh chị. Tổng thể xung quanh đây, ở đây thì có trụ điện cao thế, công viên xung quanh. Từ cái vị trí khu đô thị Hà Quang 2, Vincent Phước Hải này, ta đi xuống trung tâm thành phố biển Nha Trang thì tầm chưa tới 5 phút đi xe máy nha quý cô chú anh chị. Thì đi một vòng thì quý cô chú anh chị cũng biết rồi đó. Tiện ích rất là nhiều. Gần trường học, gần chợ, gần bệnh viện, vân vân. Và cái khu đô thị này thì đang dần dần phát triển, xây nhiều cái trung tâm thương mại và đang dần làm các cái công viên, góp phần làm cho cái cảnh quan đẹp hơn. Tổng thể xung quanh thì giá bất động sản ở đây thì dao động nha quý cô chú anh chị, tùy vị trí, tùy con đường, tùy khu vực, đường lớn là giá khác, đường nhỏ giá khác và lô góc khác, phía trong giá khác. Thì vâng, tại cái vị trí này thì em thấy có rất là nhiều cái sản phẩm giá tốt, nhà có, đất có, tài chính nào em thấy cũng có hết. Nếu mà quý quan cô chú anh chị quan tâm tới cái khu vực này, muốn mua đầu tư hoặc là mua để ở thì quý cô chú anh chị cứ comment hoặc là gọi điện cho em thấy với số điện thoại là 0356004325. Em thấy sẽ tìm sản phẩm cho quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị cứ báo cái tài chính và cái yêu cầu của quý cô chú anh chị thì em thấy sẽ tìm cho sản phẩm phù hợp cho quý cô chú anh chị. Được không? Em thấy xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành tí thời gian xem hết video của em thấy ạ. Em thấy xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ạ. Hẹn quý cô chú anh chị những cái video tiếp theo ạ. Bye bye.